Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, nhưng tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố có những dấu hiệu tích cực. Một số đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá, như ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và khu công nghệ cao đạt 32%. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 29,5%. Sở Công thương đạt 84% trung tâm phát triển quỹ đất đạt 36%, công an thành phố đạt 32%, ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ đạt 30,3%. Một số dự án lớn có tiến độ triển khai và giá trị giải ngân tích cực như dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng, vườn tượng APEC mở rộng, khu đất bên cạnh công viên APEC, cải tạo cũng nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, tuyến đường vành đai phía tây đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh, nhà máy đức Hòa Liên, khu công viên phần mềm số 2 giai đoạn 1 dự án cải thiện môi trường nước khu vực phía đông quận sơn trà đây là tiền đề để các đơn vị tập trung khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn của các dự án cho đến cuối năm